Lâu 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 lâu. Lâu anh em nhá, lâu anh em nhá. Đợt năm nay 23 nha. Đợt 2k. Anh muốn gặp đợt nào, anh gặp LLL. Nói chứ trận đầu tiên gặp LLL đó. Gặp ai đâu có biết. Gặp ai cũng được. Gặp ai chơi đó thôi. Game đánh khai mẹ chung kết thế giới luôn, đúng rồi. Đánh trận đầu tiên luôn á. Gời. Hy vọng được một lần thấy Slider ở trận chung kết của chung kết thế giới. Được, chưa dám mơ tới cái đó luôn á. Chưa dám luôn. Năm sao không ai đánh thuế ước mơ mà. Ok không? Cảm ơn ông đã cho tôi động lực nha. Dù tôi biết điều đó là không thể. Ây da, đội hình bên kia dễ quýnh dít. Đội hình này phải cây xa đó. Đội hình bên kia quýnh dít chịu luôn á. Đội hình bên kia quýnh dít không biết chơi sao. Chỗ full silver nghe tên giống tôn quá vậy. Có tôn không vậy? Kai'Sa nếu mà lên áp thì cầm mưa kiếm, còn lên AD thì cầm diệt đồ. Giờ tập trung rồi. Giết hai. Mấy cái pha đó là nếu mà mình không lát á thì mình chết, gà canh nó sống. Còn nếu mà mình lát á thì mình với nó đều chết luôn, mà nó mất thêm lát nữa. Phải lát á. Nhảy đã quá, nhảy hoài hả? Nhảy được nhảy tới nè. Trúng luôn hả ta? Gần dễ quá vậy. Ngăn dễ thật á. Chết luôn à. Ginh ga ngăn dễ quá trời. Để bữa nào để đi gần để bích ginh ga vô để đánh coi ngăn dễ vậy không. Nhìn nó ngăn easy quá. Chọn là để láo dữ vậy. Rồi hết láo rồi. Quỷ bạn đi du lịch ở đây mà nè. Bạn đi du lịch hoài vậy. Du lịch từ boss lên top luôn. Trời ơi, du lịch hay quá, anh kia cấp 7 nó cấp 5 luôn trong khi nó chưa chết bạn nào. Anh kia chết hai mạng rồi. Du lịch ác. Đi. Tập trung vậy. Cam bên kia tập trung vậy. Tớp mình không được chơi game thì boss nó cũng vậy. Mà tớp mình là tăng cơ. Quỷ gắt đâu đây vậy? Boss không tham vậy? Đồ. Đi coi Gagat là không quýnh rồi. Đỡ mạng lỗ sách đau rồi. Anh Cường coi trưởng nè, anh cơ hội ghê lắm nha. Anh thấy dưới
tao quýnh lộn ở dưới cái là anh gambit farm liền à. Cơ hội ác. Ôi, nó mắc bùn đồ, nó mắc bùn đồ, nó mắc bùn đồ chết hết luôn nè. Hai giây. Rồi, trả giá cà gích trả thù, im lặng eo cây trả thù gì đó, trả hết đi. Rồi, nhảy qua, bình thường, nhảy qua. Trả giá cà gích chưa? Ôi, bùng hai cái lá chiến từ. Láo thiệt. Chơi khai dít mà dính đúp của con Kai'Sa sao tàng hình nữa. Sao mà tàng hình được nữa. Sao mà tàng hình được nữa. Ta Long cũng vậy. Đi ai dạ mấy sẹo vậy, về cái hát cái mana má không, về cái cho chắc, về đi chậm hơn con tí rồi nhưng mà chắc lỡ quýnh nhây chết thêm mạng nữa xong đợi gì ghen ra nha. Thời gian lâu lắm dễ bên kia bỏ cuộc rồi, bên kia thứ trong nhà hết rồi. Ok cuối cùng cũng được một game. Ồ thì game này phải lên phép á, game này team mình thứ nhất team mình không có phép rồi. Thứ hai là game này kiểu bên nó sát thủ á. Kiểu chơi Kai'Sa gặp sát thủ thì mấy ông lên phép sẽ ngon hơn lên lên lý. Lên phép nó cơ động hơn á, vì bảo vệ bản thân nhanh, khỏi chịu cũng lẹ.